áp sức kéo như qua phi 90 và phi 60 cũng có liên quan bao nhiêu. Làm đó là inox 304 toàn phần. Cái củ này tại sao chúng ta sử dụng cái gì? Ví dụ chúng ta sử dụng máy diesel hoặc là motor lớn hơn. Ví dụ như dòng này là có thể sử dụng là 3 ngựa, 5 ngựa, có 7 ngựa rưỡi, chúng ta tăng volume lên, tăng công suất lên, đẩy đi xa hơn. Ok nha. Và như quý vị và như quý vị và bà con thấy là dòng áp suất cực kỳ mạnh và cực kỳ ok. Và đẩy đi xa được để chúng ta có thể là xịt rửa ao hay là tưới bét hay nọ đó. Rất ok nha. Ok quý vị. Bây giờ là 2-3 đây luôn. 1-2-3 đây. Rất là xa nha. Và đây đây, cực kỳ mạnh. 11 mét mấy, gần 12 mét. Đây. Và dòng này thì chúng ta yên tâm, độ bắt nước của inox thì cánh quạt không thể chia vào được. Rất là ok. Đó. Đẩy xa, đẩy cao và cũng giống như là áp lực lớn thì dòng này là một trong những lựa chọn mà chúng ta có thể là Bungie có thể là phục vụ nông nghiệp hoặc thủy sản hoặc là xây dựng. Đây. Bungie thì cũng có nhiều loại nha các bạn, có phi 60, phi 90. Quý vị và bà con có cần thì cứ điện cho Duy, rồi Duy sẽ tư vấn. Dòng này chúng ta sẽ sử dụng được rất là nhiều chủng loại về máy xăng, máy dầu hay là motor. Và chúng ta sử dụng rời được, không cần điện á. Thì chúng ta sử dụng rời như thế này, nó hơi gùm gà. Nhưng mà có một cái á, Bungie sẽ bán cái đầu này và cái nền nhựa này. Cái nền nhựa này á, rất là ok nha. Bền 5-10 năm bình thường luôn á, chứ đơn giản đâu. Có cần thì điện cho Duy, Duy sẽ tư vấn cho các bạn để thiết kế và gấp. Xin chào, hoặc là tôi hỏi các bạn, xin chào.